Gửi lớp 12. Học đi, đừng chơi nữa. Kỳ thi đại học đang ở rất gần rồi. Nếu bây giờ không cố gắng thì không còn cơ hội đâu. Thầy cô không gạt chúng ta đâu. 3 năm thật sự rất ngắn đấy. Nếu có đang giận ai thì làm lành đi nhé. Chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nữa đâu. Cũng đừng oán trách vì suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Đến lúc thoát ra rồi, bạn sẽ thật sự nhớ nó đấy. Nếu mơ ước trường nào thì cứ mạnh dạn. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Hãy mơ ước để lấy động lực cùng nhau cố gắng nhé. Tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng trong cuộc sống này sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã và không có ai ở bên cạnh chúng ta hết. Và lúc đó đừng kêu ca, đừng chỉ trích, đừng phàn nàn, đừng khóc lóc, đừng đổ lỗi. Hãy đứng lên mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình. Bởi vì chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là một thành công rất lớn. Và đừng lãng phí điều thành công đó. Chúc tất cả các bạn có những ước mơ, những khát vọng lớn, quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Đừng bao giờ để ai lấy đi ước mơ của các bạn. Và tốc độ thành công của các em nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Nhớ nhá, học không phải chỉ vì mình, học là vì gia đình mình. Nếu như nhà các em giàu rồi, các em phải về để gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Nếu như nhà em chưa giàu thì các em vào. Thời gian vẫn đang trôi đấy, bạn biết mà đúng không? Nó vẫn đang trôi và nó đang chạy đua với chúng ta. Con đường đi tới sự thành công ấy không có bước chân của kẻ lười biếng đâu. Và thời gian một dần cứ trôi qua. Và bạn đã làm được những gì rồi? Ngoài việc trì hoãn ra thì bạn có làm được gì không? Các bạn bảo các bạn đã cố gắng hết sức. Với bạn không so, nhưng cầm tiền mà đóng học phí đại học có nhiều trường 20-30 triệu một học kỳ. Ba má cầm một xấp tiền lên và các bạn xếp nó lại và các bạn sẽ trào nước mắt ngay, vì đơn giản là gì? Đó là những tờ tiền dướng rất nhiều mồ hôi nước mắt và đôi lúc có cả máu của ba mẹ các bạn. Các bạn bây giờ không cố gắng thì định bao giờ mới cố gắng? Còn quá quá nhiều cái kiến thức các bạn cần phải ôn tập. Và không chỉ 3 môn, đúng không? Các bạn phải ôn thêm các môn tổ hợp nữa. Đấy, thi tốt nghiệp nữa. Nếu mà trừ hết những cái thời gian ăn uống nghỉ ngơi đi thì các bạn chính là chỉ còn mỗi 8 tiếng một ngày cho các bạn việc học thôi. Và thấy thầy là các bạn dành 3-4 tiếng để lướt Facebook, đi chơi, cà phê, cà pháo với bạn bè. Thế các bạn lấy đâu thời gian mà học? Nên nếu như bây giờ mà vẫn chưa tập trung ấy, vẫn hờ chủ quan ấy, thì em đang tự mình là trao tấm vé đại học cho người. Nhục á? Nhục thì tại sao không phấn đấu? Tôi không đòi hỏi anh phải có chức này chức nọ, nhưng làm thằng đàn ông ấy, sống phải biết ngẩng cái đầu lên. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì ta hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Cuộc đời cần phải vui tươi, gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái, luân hồi khổ đau. Just let me in.
bảo là dù em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm. Ok, em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đập em để nó đi lên thôi, đơn giản mà, cuộc sống mà, em không cố gắng thì người khác lại dẫm lên em thôi. Thì em không muốn làm bàn đạp cho người khác không? Không phải 0001 luôn lớn hơn không. Mình không biết mục tiêu của các bạn lớn bao nhiêu, nhưng nếu các bạn muốn đạt được nó thì phải đi từng bước rất nhỏ. Các bạn yên tâm, những điều to lớn và vĩ đại luôn được tạo thành từ những điều nhỏ nhặt giống vậy. Và tất nhiên, đi từng bước rất nhỏ nó vẫn tốt hơn là dừng lại và không làm gì cả. Tại sao các bạn phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, trong khi kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất? Cái kết quả điểm thi đại học mới nói lên các bạn là ai, mới nói lên cái chặng đường vừa rồi các bạn đã trải qua những cái gì. Còn đâu, kể cả hành trình em đi nó khủng khiếp đến mấy, nó tài giỏi mấy, nhưng kết quả nó không ra gì thì người ta cũng đánh giá em ở mức độ bình thường thôi. Nên đừng ngại sai lầm nhá. Mình chưa biết thì mình hỏi, không có gì phải ngại cả. Nhớ, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Bạn có đang phụ lòng chính mình mỗi ngày? Bạn lúc nào cũng mong muốn đọc sách rồi mua sách về hoặc tải sách về, đọc vài ba trang rồi lại thôi. Bạn lúc nào cũng trông bận rộn nhưng thật ra là toàn là phiền muộn. Chúng ta dành thời gian rất nhiều trên mạng xã hội, tải rất là nhiều thứ về và cho rằng hữu ích. Tải rất nhiều cho đến khi đầy bộ nhớ mà chẳng buồn muốn đọc. Rồi thấy người nào đó làm cái gì đó tốt, cái gì đó hay thì muốn bắt chước làm theo người đó. Hôm nay thích cái này, ngày hôm sau lại thích cái khác, rồi đổ thừa cho hai từ đam mê, mà trong khi bản thân của mình không định nghĩa được hai từ đam mê là gì. Và đến bây giờ chúng ta cũng cam chịu sống trong cái chất độc trì hoãn và chờ đợi. Chúng ta thì luôn luôn rất vội vàng, hối hả với những yêu cầu của người khác, nhưng lại trì hoãn với chính tương lai của mình. Rồi để những giấc mơ của mình được người khác chinh phục và bản thân vẫn cứ nằm mơ ước. Không bây giờ thì khi nào? Hãy hành động cho chính ước mơ của mình. Hãy đi làm những thứ mình cảm thấy chán, đi làm những thứ cảm thấy khó khăn. Bởi vì khi bạn vượt qua được những rào cản này là lúc bạn tìm được con người thật của bạn. Con người không sợ khó khăn, thử thách. Con người muốn đương đầu và làm những thứ khó mà người ta không làm. Bạn có biết không? Bạn làm được á. Mình đã nói chuyện với 30 bạn trẻ dưới 20 tuổi. Mỗi bạn có thu nhập ít nhất một tháng là 20 triệu. Ở cái mức độ như vậy, mình tạm gọi là khá thành công ha. Mình nhận ra một cái điểm chung mà đến hơn 80% các bạn đều có, là đặt mục tiêu và chiến đấu tới cùng với cái mục tiêu đó. Mục tiêu ở đây không được xa vời mà phải cực cụ thể nha. Không phải là bây giờ mình mới 18 tuổi, chưa có một cái gì trong tay, chưa có một nghề ngỗng gì trong tay, mà mình đặt một cái mục tiêu là 30 tuổi mình sẽ trở thành triệu phú đô la. Mà hãy đặt mục tiêu đơn giản như thế này. Ví dụ, năm 19 tuổi có một công việc làm thêm với mức lương là 5 triệu một tháng, học thêm kỹ năng trong vòng 6 tháng, và từ cái kỹ năng đó mình có thể kiếm thêm thu nhập là 2 triệu đồng một tháng. Ví dụ mình nghe một cái mục tiêu như vậy thì rất là cụ thể mà mình có thể thực hiện được, đúng không? Ngoài ra thì mình còn có thể dùng những cái động lực khác để mình đặt mục tiêu cơ. Mình sẽ ví dụ cụ thể với bản thân mình luôn nha. Năm nay mình quyết tâm sẽ nâng cấp cái dàn máy làm việc của mình lên, bao gồm một dàn máy PC và một dàn máy làm việc trên iPad. Mình đặt một cái con số để làm hai dàn này là 100 triệu đi. Lúc này thì mình sẽ vào Timo nè, vào phần mục tiêu nè, và mình kiểm soát cái tích. Xã hội áp lực anh phải giỏi, người đời áp lực anh phải hư, gia đình áp lực anh phải giàu. Thương em vì ép mình phải đẹp, thương anh vì áp lực phải giàu. Thương cho chúng ta cuộc đời chật hẹp, ước mơ nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Cô nói với con cô một điều gì các bạn biết? Nếu người đổ lỗi thì dù có điều gì xảy ra với con cũng sẽ đổ lỗi. Ví dụ, bây giờ nếu mẹ áp lực với con việc học, mẹ mắng con phải học đi, thì mẹ biết là con phải học thì mới thành người. Thì con bảo với mẹ rằng là mẹ ơi, mẹ tạo áp lực cho con lắm, con không thể học được, mẹ cứ tạo áp lực như vậy, con phải có quyết định cho cuộc đời của con. Mẹ phải cho con tự do, con phải có cái tôi, con phải con chơi. Nhưng nếu như mẹ để cho con chơi, đến một ngày con không thành công, mẹ nhìn thấy được điều đó chứ, thì lúc đấy con lại quay lại trách tại sao ngày đấy mẹ không ép con, mẹ là mẹ của con cơ mà. Như vậy người đổ lỗi thì tất cả mọi thứ đều có lỗi, còn người biết nhìn lại mình thì mọi thứ mình đều có thể thay đổi. Lợi ích của việc học dốt: thứ nhất, được gia đình, thầy cô, bạn bè, mọi người chê bai, dè bỉu khinh thường.
Thứ hai, có đầu óc thanh thản, trống rỗng, không cần phải nhớ kiến thức. Thứ ba, có công việc ăn bám lâu dài, không cần phải mài công, xin việc. Thứ tư, có nhiều thời gian chơi game, tụ tập bạn bè. Thứ năm, được ở lại lớp, tụt lùi so với bạn bè trang lứa. Thứ sáu, tận hưởng một cuộc sống bộn bề, vất vả sau này. Thứ bảy, được cảm nhận sự khen thưởng, ăn mừng của người khác. Thứ tám, được nhìn thấy sự buồn bã, thất vọng từ bố mẹ. Theo diễn giả Lê Thẩm Dương nói, cạnh tranh tạo ra cái vĩ đại. Vì vậy, hãy yêu lấy chính mình, hãy tôn trọng chính mình và trân trọng cơ hội khi còn được học tập.